chào các quý phụ huynh và các bạn học sinh. Tôi vinh dự được thay mặt Ban giám hiệu Trường Trung học Phổ thông Wellspring xin được giới thiệu tới quý phụ huynh và các bạn học sinh về hệ đào tạo Trung học Phổ thông Song ngữ Hoa Kỳ của Trường Phổ thông Song ngữ Liên cấp Wellspring. Chương trình của hệ đào tạo Trung học Phổ thông Song ngữ Hoa Kỳ gồm có 3 cấu phần chính: chương trình Việt Nam, chương trình quốc tế và chương trình phát triển cá nhân và xã hội. Với mục tiêu học sinh được trang bị tốt nhất để về nền tảng học thuật, khả năng ngôn ngữ, kiến thức văn hóa cũng như các kỹ năng hội nhập toàn cầu, chương trình quốc tế chiếm thời lượng giảng dạy lớn, nội dung được xây dựng đa dạng và tích hợp các chương trình giáo dục hiện đại và cập nhật nhất. Thêm vào đó, học sinh còn được trang bị các phương pháp tư duy và kỹ năng học tập để chuẩn bị tốt cho các bài thi chuẩn hóa như IELTS, TOEFL, SAT, ACT, AP, tạo thuận lợi cho việc tiếp cận với chương trình học tập ở bậc đại học. Đặc biệt, học sinh Wellspring được ôn tập và thi IELTS ngay tại trường. Mục tiêu đầu ra của hệ đào tạo Trung học Phổ thông Song ngữ Hoa Kỳ là tất cả các học sinh đều có thể đạt IELTS 5.0 trở lên. Trong những năm học vừa qua, tỷ lệ học sinh đạt kết quả IELTS từ 6.5 trở lên chiếm tỷ lệ cao và tăng dần ở mỗi năm. Học sinh Wellspring rất có lợi thế về ngôn ngữ cũng như các thành tích hoạt động ngoại khóa khi ứng tuyển vào các trường đại học và đã đạt được những kết quả học bổng cao. Ngoài ra, thông qua việc tham gia các cuộc thi tranh biện và hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc được tổ chức thường niên, học sinh không chỉ được mài giũa khả năng tiếng Anh mà các bạn còn có được những trải nghiệm vô cùng thú vị khi tham gia các hoạt động này. Có thể nói, chương trình phát triển cá nhân và xã hội là một trong những ưu điểm vượt trội của Wellspring. Thông qua đó, học sinh được trang bị các kiến thức và các trải nghiệm thực tế về nghề nghiệp, cũng như được phát triển toàn diện cả về mặt trí lực, thể lực, các phẩm chất cá nhân và xã hội để sẵn sàng thích ứng và hội nhập. Nhà trường luôn đồng hành và hỗ trợ phụ huynh và học sinh về mọi mặt thông qua các hoạt động dự án chủ nhiệm, các buổi chia sẻ và tư vấn 1-1. Văn phòng hỗ trợ học sinh và bộ phận hướng nghiệp của nhà trường luôn luôn sẵn sàng chào đón phụ huynh và các bạn học sinh. Với lợi thế về cơ sở vật chất, học sinh được học tập các nội dung hấp dẫn trong môn học thể thao và kỹ năng sống như bơi lội, gym, võ thuật, bóng đá, bóng rổ, các kỹ năng gia đình, kỹ năng quản lý tài chính, các kiến thức về giới tính, tình bạn, tình yêu. Với phương châm From Students, For Students and By Students, các hội nhóm như hội học sinh, hội đại sứ, các câu lạc bộ do học sinh tự tổ chức, tự lên ý tưởng và triển khai hoạt động đã tạo nên những sân chơi bổ ích, những hoạt động thú vị nhằm thỏa mãn sức sáng tạo, tăng cường tiếng nói cũng như phát triển các kỹ năng xã hội đến từng bạn học sinh. Chương trình Việt Nam được giảng dạy dựa trên khung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung chương trình được chúng tôi cơ cấu lại thành các chủ điểm kiến thức trọng tâm, các chuyên đề, các hoạt động dự án và ngoại khóa hấp dẫn. Chúng tôi tôn trọng học sinh, đề cao sự sáng tạo của học sinh và khuyến khích, cổ vũ, động viên các bạn học sinh. Thay đổi nội dung dẫn đến thay đổi phương pháp giảng dạy, từ đó thay đổi phương pháp học tập, phương pháp kiểm tra đánh giá phản hồi của học sinh là những yếu tố then chốt để tạo nên sự đổi mới tiên phong. Trong nhiều năm học vừa qua, Wellspring tự hào vì đã có nhiều học sinh trung học phổ thông góp tên trong bảng vàng của nhiều cuộc thi sáng tạo cấp quốc gia và quốc tế như cuộc thi tinh thể, cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật, cuộc thi sáng kiến bảo vệ hành tinh xanh, cuộc thi Robocon. Giáo viên trường trung học phổ thông Wellspring luôn sáng tạo, tiên phong trong việc đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy và giáo dục học sinh. Các thầy cô đã tham gia và đạt được nhiều thành tích cao trong các cuộc thi, diễn đàn giáo dục sáng tạo trong và ngoài trường, góp một phần không nhỏ trong danh hiệu Trường học tích cực đổi mới sáng tạo năm học 2020-2021 và danh hiệu Trường học điển hình Microsoft Showcase School năm học 2021-2022. Cũng như các hệ đào tạo còn lại của Trường Trung học Phổ thông Wellspring, hệ đào tạo Trung học Phổ thông Song ngữ Hoa Kỳ luôn hướng đến 3 mục tiêu lớn: tạo ra một môi trường giáo dục toàn diện và hài hòa, tạo ra một môi trường học tập với chương trình dạy, học, hoạt động phong phú và một môi trường trải nghiệm và rèn luyện với sự đa dạng về văn hóa. Cùng với những kết quả đào tạo đã đạt được trong những năm học vừa qua, chúng tôi tin rằng các bạn học sinh Wellspring không chỉ thành công tại các trường đại học mà các con sẽ có những bước tiến xa hơn và thành công hơn trong tương lai. Xin cảm ơn quý phụ huynh và các bạn học sinh đã tin tưởng lựa chọn và đồng hành cùng với Trường Trung học Phổ thông Wellspring. Xin trân trọng cảm ơn.